Xin chào các bạn, tôi tên là Tót, tôi được sinh ra tại làng Tốt Nghi Ơ, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Trong làng tôi có một người bạn, tên ông là Tót Kra. Tót Kra rất thích leo cây, và ông rất thích đi xem người ta té, và rất thích làm BD. Có một ngày nào đó, Tót Kra và tôi đi kiếm việc làm ở Bình Dương. Trên đường đi anh em tôi gặp được một người, ông ta rất là đặc biệt, ông ta biết võ công rất là lợi hại. Trên giang hồ người ta thường gọi là cửu âm bạch cốt té, cửu âm bạch cốt té, khi đánh một chưởng sẽ làm cho người đó thân thể bị tê liệt và bị tẩu hỏa nhập ma, nếu không có thuốc trị thì sẽ trở thành người bị tâm thần. Muốn trị được cái chưởng đó thì phải đọc 3 câu thần chú. Sau đọc xong vết thương sẽ lành lại trong 5 phút, sau khi lành lại, người đó sẽ trở thành té Bình Dương, lúc đó hai anh em chúng tôi nhất định phải học bằng được võ công này. Sau đó hai anh em chúng tôi bỏ đi Bình Dương, tập trung học võ công cửu âm bạch cốt té. Sau khi 1 năm trôi qua, Tót Kra và tôi học đéo biết cái gì, càng học càng hao té, càng học càng ngong bộc lu. Lúc đó anh em chúng tôi bỏ nghề đó, không muốn học võ công đó nữa. Vậy là Tót Kra và tôi quyết định đi về. Trên đường đi về, chúng tôi lại gặp một ông cụ già. Theo tôi suy đoán, ông cụ già này chắc được 100 tuổi rồi. Sau đó ông già nghe thấy và ông chạm vào vai tôi và nói: tuy tôi già nhưng con cu của tôi còn trẻ lắm. Khi nghe ông cụ nói vậy, Tót Kra và tôi cười ha ha ha. Sau đó ông cụ thể hiện một chiêu. Chiêu đó gọi là chiêu hóa cốt miên trưởng té. Khi ông cụ ra cái chiêu đó, nhà chó, vịt gà rán, đều chết hết. May là ông cụ không đánh vào hai chúng tôi. Lúc đó tôi sợ quá trời luôn. Tôi đến gần cụ già và hỏi: anh ơi, anh có người yêu chưa? Ông trả lời là: có cái nồn thì con bà mày. Vậy là hết chuyện.